Cả nhà đã biết cách làm nước sốt sa tế chưa? Nếu chưa thì vào bếp làm với mình luôn nha. Món nước sốt sa tế này khi mình xào, mình nấu ăn á, cho vào bọc miếng cũng sẽ rất là ngon. Làm mì trộn cũng rất là ngon đó nha. Thì đầu tiên mình sẽ chuẩn bị á, là 500g tỏi, 300g ớt, 200g hành tím. Và tiếp tục nữa, gia vị của mình á, thì gồm có 100g bột ngọt, 200g hạt nêm, 200g đường, 200g nước mắm. Tiếp tục nữa là mình sẽ có 200g dầu hào, 200g tương ớt và 150g hạt màu dầu điều nha cả nhà. Và đầu tiên nữa là mình sẽ bắt cái nồi dầu lên, muốn dầu sôi nóng hay không mình cho một miếng tỏi vào. Thấy mà sôi bùng lên như vậy á, là đã nóng rồi. Mình sẽ để tỏi vào từ từ thôi, để cho cái tỏi mình á, nó sẽ không có để vô cùng một lúc á, thì sợ dầu nóng á, nó sẽ tàn ra cái nồi á. Mình để vào mình cũng sẽ đảo nhanh, đảo liên tục á, để cho cái tỏi mình nó sẽ không có bị khét mà nó sẽ vàng đều. Và khi vàng như thế á, thì mình sẽ tiếp tục nữa, mình sẽ để cái hành tím vào bên trong. Khi để hành tím vào cả nhà cũng nhớ đảo liên tục nha, để không hành tím mình nó sẽ khét á, thì nó sẽ mất đi ngon. Sau nữa là mình đảo ra thì hành tím nó vàng nhẹ như vậy là được rồi. Tiếp tục mình cho ớt vào. Ớt vào mình cũng sẽ đảo nhanh, đảo liên tục để đảo để cho nó tan cái nhựa của ớt ra. Sau khi mình đã tan nhựa ra ớt rồi á, thì lúc đó mới được nha. Thì ai ăn á, cay thì mình cho ớt hiểm, còn không ăn cay thì mình cho ớt sừng. Và tiếp tục nữa là mình sẽ đảo nhanh, đảo liên tục, đảo đến khi á, mà ớt nó ra nhựa rồi. Đó, như thế này là được nè cả nhà. Và tiếp tục nữa là mình sẽ cho tất cả các gia vị hồi nãy á, vào bên trong luôn. Cái cách này á, thì mình làm á, cái nước sốt sa tế cái này á, thì cả nhà có thể là dùng để nướng nè, dùng để xào, dùng để trong cái nấu ăn á, cũng rất là ngon, rất là tiện. Khi mình nấu ăn mình chỉ cho cần một muỗng hay hai muỗng vào bên cái đồ ăn của mình thôi là mình đã có một cái món ăn ngon rồi, không cần cho bất kỳ cái gia vị nào vô nữa. Nó mình sẽ đảo cho khi mà cái gia vị mình nó tan ra hết là được nha. Sau khi tan hết rồi mình sẽ rửa một cái thố sạch đó, mình để vào bên đó và mình sẽ dùng ăn dần.